Đây, trong video này mình sẽ hướng dẫn cách lắp loa ha. Đây là mặt chống hú reverb ha, echo ha, EW5 band Bluetooth 6.0. Ok chưa? Đây, cục biến thớt kèm theo, đang 3.8 ha, dài dài luôn ha. Ha, 3.8 còn số khủng luôn ha. Đây là mặt 400W cộng 400W công suất thật. Đây được xem giải công suất lớn nhất ha. Đây, nó ra hai kênh. Hai kênh riêng biệt. Như vậy cách lắp loa như thế nào? Một kênh như vậy mình lắp cho một bát, một chung, một chép ha. Lo bát trở kháng từ 4 đến 8 ohm thì ở đây mình có thể lắp hai lo bát 4 ohm hoặc là hai lo bát 8 ohm. Ok chưa? Rồi, đây là ở và bình ắc quy ha. Hai bình ắc quy. Thì ở đây mình có thể lắp một bình đã chạy được rồi. Thì nếu mà chạy full á thì mình lắp một bình 30A hoặc là hai bình 20A. Đây là bình 20A. Mình lắp vào hai bình chạy vi vu luôn ha, thời gian lâu dài luôn. Đây, hai ngõ vào micro không dây. Ý có nghĩa là sao? Sử dụng đến 4 tay micro.